một nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực. Đó là những cảm nhận mà người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế khi nói về ông. Ông là người truyền cảm hứng, khẳng định bản lĩnh, ý chí xây dựng, chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với đảng, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu vào đảng, chế độ và con đường phát triển của đất nước Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những làn điệu quan họ chan chứa tình đưa ta xuôi về xứ Kinh Bắc, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng. Bên kia bờ sông Đuống, xưa kia là đất Từ Sơn, Kinh Bắc, nay là thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây chính là nơi đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944. Truyền thống vẻ vang của quê hương, những làn điệu dân ca, dân nhạc qua lời ru của mẹ, lời răn dạy ân cần của cha như suối nguồn mát lành, nuôi dưỡng tâm hồn và dần định hình nhân cách, ý chí vươn lên của cậu bé Nguyễn Phú Trọng. Từ hồi học tiểu học, cậu bé Trọng đã phải đi học xa nhà. Trường học là căn nhà tạm nằm trong một ngôi đình cổ. Lên cấp 2, cấp 3, người học trò ấy theo học trường Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ngày nay. Với cậu học trò Nguyễn Phú Trọng, sự học trước hết là để làm người, để khám phá, tích lũy những nhận thức và tri thức về thế giới xung quanh. Học để phụng sự quê hương, đất nước sau này. Cho chồng đi nhà đến lớp phải 3 cây số, rời rét áo nâu chân đất, trông cũng tội lắm. Thế nhưng mà chăm chỉ lắm, cả năm không bỏ, không xin nghỉ ngày nào cả. Mà chồng học giỏi lắm, lần nào cũng được lên báo cáo điển hình về học tập. Tính tình điềm đạm thế, trông khôi ngô đẹp trai lắm. Cậu học trò áo nâu chân đất trong hồi ức của thầy cô và bạn bè ngày ấy luôn chăm chỉ, chịu khó học tập, rèn luyện xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, được mọi người yêu quý. Tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng chí Nguyễn Phú Trọng thi đỗ vào khoa ngữ văn, khóa 8, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, niên khóa 1963-1967. Đó là thời kỳ đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại rất ác liệt ở miền Bắc. Sinh viên ngày đó sinh hoạt và học tập rất gian khổ. Không chỉ chuyên tâm vào việc học, sinh viên Nguyễn Phú Trọng còn là nhân tố tích cực trong các hoạt động tập thể. Ông là bí thư chi đoàn lớp và là một trong số những sinh viên hiếm hoi được kết nạp vào đảng ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Trong số những sinh viên tốt nghiệp đại học thì anh Trọng là đứng đầu bảng, có thể xem anh là thủ khoa. Thì các thầy cô có khuyên anh Trọng là nên từ cái luận văn cô đúc lại để thành một bài báo. Kết quả là bài viết nghiên cứu khoa học của anh được đánh giá cao, được tạp chí cho đăng trên cái số tháng 11 năm 1968. Đây là một cái bài báo đầu tay của một cái sinh viên thể hiện được cái tư duy khoa học sáng tạo và có những cái kiến giải mới đối với cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học của mình. Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận chính trị của Đảng, là nơi đồng chí Nguyễn Phú Trọng được phân công và bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 1967. Với công việc của một cán bộ biên soạn tư liệu, rồi làm biên tập viên, nghiên cứu
và viết các bài về lý luận. Dù tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ, nhưng đồng chí đã được tổ chức tín nhiệm cử đi học lớp nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và sau đó được cử đi làm thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nay là tiến sĩ, khoa xây dựng đảng tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô, thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Đây là quãng thời gian đồng chí Nguyễn Phú Trọng có điều kiện tốt nhất để học tập, nghiên cứu bài bản, chuyên sâu, có tính hệ thống về chủ nghĩa Mác Lênin, về chủ nghĩa xã hội khoa học, triết học, các quy luật kinh tế. Qua đó củng cố, bồi đắp nhận thức, niềm tin vững chắc về vai trò đặc biệt quan trọng của lý luận chính trị, cũng như sự gắn kết biện chứng giữa lý luận và thực tiễn cách mạng. Trở về nước, tiếp tục công tác tại tạp chí Cộng sản và ở các cơ quan trung ương sau đó, tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng vừa công tác, nghiên cứu và viết bài trên tạp chí Cộng sản, vừa tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ. Năm 1992, đồng chí đã được Hội đồng Học hàm Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư. Và 10 năm sau, vào năm 2002, đồng chí được phong hàm giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng. Gần 30 năm công tác tại tạp chí Cộng sản, lần lượt trải qua nhiều vị trí, chức vụ công tác và sau này trên cương vị tổng biên tập, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác lý luận và chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí đã viết, biên tập, xuất bản rất nhiều bài viết, công trình nghiên cứu lý luận có giá trị với những thể loại khác nhau để tuyên truyền có hiệu quả cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổng kết sâu sắc thực tiễn và tham gia xây dựng, phát triển lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong bối cảnh mới của thời đại, mục tiêu, con đường và chủ thuyết phát triển là vấn đề lớn đặt ra cho nhiều nước, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình hiện thực hóa học thuyết Mác Lênin. Tuy nhiên, đã có một sự kiện chấn động toàn cầu làm thay đổi căn bản trật tự thế giới. Tháng 12 năm 1991, Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã, cùng với sự sụp đổ của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Đây thực sự là một đổ vỡ to lớn, sự tổn thất nặng nề đối với những người cộng sản và nhân loại tiến bộ. Bằng bản lĩnh vững vàng, tư duy lý luận chính trị sắc bén và tinh thần cách mạng tiến công, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết hết sức kịp thời và sâu sắc về lý luận và thực tiễn với tựa đề Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã, đăng trên tạp chí Cộng sản tháng 4 năm 1992. Bài viết đã có tác động rất lớn đến nhận thức chính trị, tư tưởng trong Đảng và xã hội, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô, sự tan rã của nhà nước Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, kịp thời củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo các nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần vào việc giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước. Khi mà Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã, ngay tại bộ biên tập đây, cũng có nhiều ý kiến là nên đổi tên tạp chí Cộng sản trở về với tạp chí Học tập. Lúc bấy giờ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đang là tổng biên tập, nhấn mạnh một điều rằng dù thời thế có thay đổi thế nào đi chăng nữa, tạp chí Cộng sản vẫn mãi mãi phải là tạp chí Cộng sản. Sau này, khi đã đảm nhiệm những vị trí quan trọng, chủ chốt trong Đảng, nhà nước, dù nhiều công việc quan trọng, cấp thiết và vô cùng bận rộn, nhưng ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng luôn dành thời gian nghiên cứu
vận dụng lý luận vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Đồng thời, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn, phát triển thành lý luận, góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối tư duy lý luận của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các tác phẩm lý luận của đồng chí tư duy chặt chẽ, tổng kết thực tiễn sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, thể hiện bản lĩnh, quan điểm, lập trường kiên định, nhất quán, tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của người chiến sĩ Cộng sản và tư duy chiến lược của nhà lãnh đạo xuất sắc. Đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát cao, tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Khi tôi chia sẻ bài viết này với bạn bè của mình thì họ đều thấy rất tâm đắc. Bài viết cho chúng tôi hình dung một xã hội tốt đẹp sẽ như thế nào và cần phải làm gì để đạt đến điều đó. Dù chúng tôi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng chúng tôi đều thấy tự hào về lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam, về sự đồng lòng phấn đấu vì những khát vọng chung lớn lao của dân tộc mình. Trong hầu hết các tác phẩm lý luận nghiên cứu về vấn đề con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng chí luôn chỉ rõ và khẳng định những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội, và đó cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những đồng chí lãnh đạo của Đảng đã kết hợp một cách rất nhuần nhuyễn cái lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và về chủ nghĩa xã hội Việt Nam như thế nào theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đấy. Nhưng mà trong cái quá trình làm cái việc đó đó thì đồng chí đã gắn rất chặt cái lý luận với cái thực tiễn và bao giờ cũng lấy cái thực tiễn như là tiêu chuẩn của chân lý. Nhưng mà lý luận thì tức là ngọn đèn dẫn đường cho các hoạt động cụ thể. Những vấn đề lý luận, thực tiễn mà đồng chí tổng kết đã góp phần quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng Đảng là hệ thống các vấn đề bao quát một cách toàn diện. Từ cơ sở lý luận chung đến những vấn đề cụ thể về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, dân vận, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân. Với trình độ và năng lực xuất sắc của mình, đồng chí được Đảng và Nhà nước giao đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt, quan trọng. Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Bộ Chính trị, với năng lực và tư duy khoa học, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm giao các trọng trách trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận của Đảng, phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng. Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tháng 8 năm 1996, đồng chí được phân công là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2006, đồng chí là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và tổng kết thực tiễn, đồng chí đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn.
cùng với phong cách lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở, đã góp phần mang lại những chuyển biến rõ rệt diện mạo và tầm vóc của thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong cuộc sống, trong sinh hoạt mềm dẻo bao nhiêu, trong hội họp lắng nghe, dân chủ bao nhiêu, thì khi cần kết quyết đoán thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất quyết đoán. Cho nên lúc đó ở thành phố Hà Nội hay có cái khẩu hiệu trong tinh thần của anh Trọng ấy, đó là quyết liệt hơn nữa, chủ động hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Đấy đúng là cái tính cách của tổng chỉ huy, của bí thư thành ủy Nguyễn Phú Trọng. Trên cương vị trọng trách là Chủ tịch Quốc hội khóa 11-12, đồng chí đã cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đổi mới sâu sắc, toàn diện về tổ chức hoạt động của Quốc hội. Đẩy nhanh việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thành hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật, để Quốc hội xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan lập hiến và lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao các hoạt động của nhà nước, đại diện cho ý chí, quyền lực của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng với chức vụ là Chủ tịch Quốc hội. Và sau này đồng chí làm Tổng Bí thư thì phải luôn luôn là bám sát, nắm vững và vận dụng một cách đúng đắn sáng tạo các cương lĩnh của Đảng, hiến pháp nhà nước và cả cái nghị quyết của các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam để thể chế hóa đường lối của Đảng vào cái việc xây dựng hệ thống pháp luật của nhân lực pháp quyền của chúng ta. Tại Đại hội Đảng lần thứ 11-12 của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 năm 2018, theo sự phân công của Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Trên cương vị đứng đầu của Đảng, nhà nước, đồng chí đã cùng với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các nhiệm kỳ, lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện. Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì Đại hội 13 của Đảng đã tổng kết rồi. Và có lẽ một cái điều khẳng định rằng những thành công đó là của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chúng ta. Nhưng mà phải nói là vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là rất lớn. Thực sự đồng chí là trung tâm của cái sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển đất nước. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, chỉ tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể rõ ràng hơn so với lần trước. Hệ thống các văn bản điều lệ, quy định, quy chế về công tác cán bộ, bộ máy, tổ chức cơ sở Đảng được khẩn trương xây dựng ngày càng hoàn thiện. Chỉ
chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội. Cổ vũ toàn thể nhân dân kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư luôn khẳng định phải giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của cá nhân. Phải giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng. Người đứng đầu phải gương mẫu làm trước và phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên, và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, thấm đẫm tính nhân văn trong đối xử với sự việc, với con người, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đồng chí Tổng Bí thư của chúng ta đã nhiều lần phát biểu rất đau xót, nghẹn ngào khi phải xử lý kỷ luật đồng chí đồng đội của mình, nhưng mà vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch vững mạnh và uy tín của Đảng, nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Có thể nói chưa bao giờ cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta lại được lãnh đạo chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, hiệu quả như thời gian vừa qua, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện cả ở trung ương và địa phương. Phải khẳng định sự gương mẫu, quyết liệt, kiên trì, kiên quyết, không ngừng, không nghỉ, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo, là chỗ dựa vững chắc, là sự đảm bảo về mặt chính trị, tạo nên động lực to lớn và do đó đây là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian vừa qua. Là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định, đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, khó khăn, do đó phải kiên trì, kiên quyết, thống nhất trên dưới một lòng, đồng tâm nhất trí. Trước sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng Đảng ta nêu quan điểm, quyết tâm kiên trì, kiên quyết tiến hành xử lý, đồng thời cũng rất nhân văn, nhân ái. Cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy, củi khô là cháy trước rồi dần dần là cả lò phải nó nhóm lên. Trong những lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, nhân dân cả nước nhận thấy sự đau xót, nỗi chăn trở, đau đáu của người đứng đầu bộ máy lãnh đạo cao nhất trước những vấn đề sống còn của Đảng và chế độ. Tôi chỉ mong muốn là thế này rồi. Từ trung ương đến địa phương, tất cả các cấp các ngành, mọi người chúng ta, nhất là cán bộ đảng viên, trong thời buổi bây giờ càng phải giữ vững cho được cái phẩm chất đạo đức lối sống, không suy thoái, không biến chất. Cái điều đáng lo nhất bây giờ là không được vì có chức có quyền, không được vì kinh tế thị trường có một chút đối mặt với tiền với hàng mà chúng ta suy thoái biến chất đi. Đồng chí vẫn luôn nhất quán quan điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Xử lý một người để cứu muôn người.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, với những biến động rất phức tạp, khó lường, cạnh tranh địa chiến lược giữa các nước, đặc biệt là các nước lớn đang ngày càng gay gắt trên nhiều lĩnh vực, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Ý chí tự lực, tự cường và nội lực là quyết định cơ bản lâu dài. Sự ủng hộ, giúp đỡ và nguồn lực từ bên ngoài là vô cùng quan trọng. Vận dụng và phát triển sáng tạo phương pháp nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới của đất nước và thời đại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Đó là mềm mại, khôn khéo, nhân văn, nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, ứng vạn biến trước khó khăn thử thách. Đối với ngành ngoại giao, đồng chí Tổng Bí thư dành tình cảm và quan tâm đặc biệt. Tại Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc lần đầu tiên tổ chức tháng 12 năm 2021, đồng chí đã tổng kết những bài học lớn xuyên suốt về đối ngoại, khái quát trường phái, bản sắc đối ngoại và ngoại giao cây tre Việt Nam. Có thể khẳng định đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo nên những dấu ấn rất quan trọng trong xây dựng và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới, góp phần quan trọng tạo dựng và củng cố quan hệ đối ngoại rộng rãi, thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của nước ta trên trường quốc tế. Trên lĩnh vực kinh tế, Tổng Bí thư rất chú trọng chỉ đạo các định hướng về lý luận, nguyên tắc và những nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn tới. Về lý luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: mô hình kinh tế mà chúng ta xây dựng là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Theo đó, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Về quan điểm, đồng chí yêu cầu phải quán triệt thật sâu sắc hơn nữa, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và luật pháp, chính sách của nhà nước về phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ kinh tế cụ thể, trọng tâm trước mắt. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa. Giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn. Tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Những quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư có tính khái quát, tổng thể, toàn diện, xuyên suốt,
có trọng điểm cho nhà nước, chính phủ trong những giai đoạn tiếp theo. Để song hành và hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế đất nước trong tình hình mới, đồng chí Tổng Bí Thư cũng luôn nhấn mạnh, Việt Nam cần chú trọng đầu tư và bứt phá hơn nữa về khoa học, công nghệ và kỹ thuật số. Để đạt được điều đó, Tổng Bí Thư khẳng định, vai trò của đội ngũ khoa học, trí thức là vô cùng lớn. Quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một bước phát triển về tư duy, một đột phá lý luận rất sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến năm 2045, khi Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thì mô hình này sẽ không chỉ là của riêng Việt Nam nữa, mà đối với cả thế giới, đó sẽ trở thành mô hình rất thuyết phục. Đồng chí Tổng Bí Thư từng nói, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên quốc tế như ngày nay. Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã kế thừa và phát huy tư duy chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các vị lãnh đạo tiền bối đi trước về chiến lược quốc phòng, an ninh. Đồng chí luôn khẳng định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là quan điểm, là nguyên tắc bất biến của Đảng ta. Song trong từng thời điểm, từng bước ngoặt phải có sự vận dụng phù hợp, sáng tạo, ấy gọi là ứng vạn biến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đất nước. Với tầm nhìn chiến lược của nhà lãnh đạo cách mạng, đồng chí luôn quan tâm, chỉ đạo nghiên cứu, phát triển lý luận về quốc phòng quân sự, nghệ thuật quân sự, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các chiến lược về quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam về quan điểm, mục tiêu chỉ đạo và định hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là về vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm 2018, Bộ Chính trị đã thông qua chiến lược quốc phòng Việt Nam. Nghị quyết có tầm quan trọng hàng đầu trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vai trò đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và thông qua nghị quyết này. Tiếng gọi chúng tôi đến và ông đưa ra 13 vấn đề, 13 câu hỏi mà các đồng chí cần phải trả lời tôi. Khoảng 3 tháng sau thì tôi cùng với đồng chí Nguyễn Đình Chiến, Viện trưởng Viện Chiến lược, hai anh em lên báo cáo Tổng Bí thư là chú em chuẩn bị để trả lời Tổng Bí thư. Thế không ngờ ông bảo khoan, tôi đã nghiên cứu cho tôi trả lời trước. Việc kiến thức quân sự quốc phòng là của các cậu giảng cho anh, nhưng anh nhìn qua lăng kính của nhà chiến lược, của nhà triết học, của nhà chính trị, và anh nâng tầm cái những cái kiến thức quân sự quốc phòng lên thành ở cái mức chính trị, ở vĩ mô, ở tầm chiến lược, thì nó ra thế này. Đấy là cái bài học rất lớn mà chúng tôi học được từ Tổng Bí thư. Với trách nhiệm là Tổng Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn quán triệt, nhắc nhở lực lượng công an thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. Đối với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. Hàng năm thì đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo hết sức quan trọng đối với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là tại hội nghị
toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Tổng Bí thư cũng có quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn luôn kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân và công an nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, trong đó quân đội và công an phải là lực lượng nòng cốt và thực sự là thanh kiếm và lá chắn, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân với nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân một cách vững chắc, chủ động nắm tình hình, nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan và không được để bị động bất ngờ, tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền chống đảng, chống chế độ. Bên cạnh chú trọng về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn nhấn mạnh, đứng trước những thời cơ, thách thức mới và yêu cầu khách quan, sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi. Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, xây dựng một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phải giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những thành tựu tinh hoa văn hóa của thế giới. Tổng Bí thư khẳng định, văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội. Văn hóa là điểm tựa, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân khắc ghi lời đúc kết sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Nhưng tại sao trong di chúc Bác Hồ lại nói rằng phải giữ gìn đoàn kết như là con ngươi của mắt mình? Và đoàn kết đều đoàn kết trong đảng, đoàn kết ngoài xã hội, đoàn kết quốc tế. Thế mà bây giờ chúng ta nhờ đoàn kết chúng ta đang thắng lợi. Đổi mới khó khăn thế, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế khó khăn thế. Vừa rồi là lạm phát thì cao, giá cả như vậy, thì lụt lội bao nhiêu thứ, nhưng mà nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước thì thương nhau cùng, giúp đỡ lẫn nhau, bao nhiêu hoạn nạn vượt qua tất. Trong các bài viết, bài nói, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn bày tỏ quan điểm, tư tưởng nhất quán. Dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chính sách của Đảng, của nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng của nhân dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà bằng năng lực và khát vọng của mình sẽ xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, no ấm hơn. Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trung tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Rồi có những chuyến tháp tùng chí Tổng Bí thư đi các tỉnh Tây Nguyên, rồi các tỉnh Tây Nam Bộ. Đến nơi đâu thì Bác cũng vào thăm hỏi nhân dân. Nói chung, trong đó rất là quan tâm, dành tình cảm riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số và nơi có đông đồng bào tôn giáo sinh sống. Kế thừa những cái nhiệm kỳ trước và thực hiện cái chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc,
đồng chí đã chỉ đạo tổng kết cái nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc. Và trên tinh thần đó thì Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng một cái chương trình mục tiêu quốc gia riêng nhằm giải quyết những khó khăn cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong cuộc chiến chống giặc COVID-19 vừa qua, một lần nữa truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái được nhân lên, góp phần đưa đất nước vững vàng vượt qua đại dịch. Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí Thư gửi đồng bào chiến sĩ cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài đúng thời điểm nguy cấp nhất đã có sức mạnh to lớn, hiệu triệu tinh thần của toàn đảng, toàn dân, toàn quân chung tay đẩy lùi đại dịch. Đặc biệt là khi mà tình huống dâng cao, lúc đó thành phố điện khẩn xin ý kiến Trung ương, lãnh đạo chủ chốt phải quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp. Thì nhận được cái điện đó là đồng chí điện hỏa tốc trực tiếp nói chuyện với tôi. Đồng chí nghe rất kỹ và sau đó là quyết định triệu tập các đồng chí có liên quan tới quân ủy Trung ương, ban chỉ đạo phòng chống dịch, chính phủ, các cơ quan có liên quan bàn và ra quyết định rất nhanh chóng. Chúng ta sử dụng các biện pháp tương xứng với tình huống bây giờ để cứu dân, nhưng không tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tất cả những cái đó nhanh chóng được triển khai, góp phần cho chúng ta kiểm soát đại dịch. Khu danh thắng Bạch Đằng Giang, Hải Phòng, Yên Tử, Quảng Ninh hiện nay còn lưu giữ những lời cảm tưởng sâu sắc của đồng chí Tổng Bí Thư về các bậc tiền bối của dân tộc, trong đó có Đức Vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trong con người và sự nghiệp của Trần Nhân Tông, đời và đạo, đạo và đời hòa quyện vào nhau, gắn bó với nhau vì hạnh phúc của muôn dân, vì sự phát triển của đất nước. Những lời tưởng niệm tiền nhân một lần nữa khẳng định rõ nét triết lý và quan điểm sống của Tổng Bí Thư. Đã là người cán bộ thì làm bất kỳ việc gì, suy nghĩ bất kỳ điều gì cũng phải lấy lợi ích quốc gia, dân tộc lên làm đầu. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo với bản lĩnh chính trị kiên định, tư duy lý luận sắc bén, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, đã và đang thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế toàn cầu và đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cho đất nước Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là một người cộng sản chân chính, một nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ, mẫu mực, nêu tấm gương sáng ngời về nhân cách, đạo đức cách mạng. Đồng chí luôn tâm niệm phải sống và cống hiến sao cho xứng đáng với những người đã anh dũng hy sinh vì sự phồn vinh và trường tồn của dân tộc. Đồng chí thường tự nhắc mình và cán bộ, đảng viên, nhân dân: danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và tiền đồ tươi sáng của dân tộc, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để gìn giữ đất nước, Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý như thế. Thấm nhuần lời căn dặn của Người, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng Đảng, Nhà nước làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp xoa dịu nỗi đau, chung lòng, chung sức để đời sống vật chất, tinh thần của người có công
ngày càng được nâng lên đầy đủ và tốt đẹp hơn. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân cách mẫu mực tiêu biểu về lòng trung thành, kiên định, bản lĩnh, sáng tạo và trí tuệ đổi mới của người Cộng sản. Đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí cũng là một tấm gương sáng về phương pháp và cái phong cách của người chiến sĩ Cộng sản. Đó là một cái tinh thần đã làm việc thì phải quyết tâm chính trị thật là cao, phải nỗ lực thật lớn, hành động phải quyết liệt và mục tiêu cao cả. Đó là vì cái sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân và sự giàu đẹp và phồn vinh của đất nước. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc có vai trò rất quan trọng của thanh thiếu niên. Tổng Bí thư luôn căn dặn, thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, giường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh, và tương lai đất nước có sánh vai với bạn bè năm châu bốn biển hay không là nhờ vào trách nhiệm đóng góp của những chủ nhân tương lai của đất nước. Tổng Bí thư là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm và am hiểu đến ngành giáo dục và rất quan tâm đến sự đào tạo và phát triển của thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Trong tất cả các chỉ đạo của mình, Tổng Bí thư luôn luôn nhấn mạnh đến rất nhiều các cái phương diện khác nhau để giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ. Trước hết, cần phải giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của dân tộc, phải giáo dục cho thế hệ trẻ phẩm chất ham học, hiếu học, và đặc biệt cần phải giáo dục cho thế hệ trẻ có hoài bão, khát vọng và sự tự hào, niềm tin vào tương lai của đất nước. Có một câu nói nổi tiếng như sau: một nhà lãnh đạo xuất sắc sẽ thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn và làm mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Ông đã khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, tiên phong và xung kích cho thế hệ trẻ hôm nay. Bạn bè quốc tế đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển, và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có sự dẫn dắt của người chèo lái trí tuệ, bản lĩnh, mẫu mực là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, vững chắc hơn nữa. Tổng Bí thư là một con người rất điềm đạm, một con người rất sâu sắc, một con người rất tình người, được nuôi dưỡng, nó được hun đúc, nó được hình thành trong một quá trình học tập, rèn luyện, công tác. Và chính cái đó nó thúc đẩy, chính nó là cái động lực để Tổng Bí thư nghiên cứu nhiều hơn về xây dựng Đảng. Mà về xây dựng Đảng là phải về xây dựng con người. Năm 2013 thì tôi được đón đồng chí Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại xã Đạm Tấu, huyện Đạm Tấu. Thì tôi thấy là bác là một người là rất dặn dị mà gần gũi với bà con nhân dân. Trong tình cảm, trong nhận xét của bạn bè, đồng chí, những người thân cận, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo trí tuệ, gương mẫu, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, là tấm gương sáng về sự giản dị, liêm khiết, hết mực kính thầy, trọng bạn, chân tình, gần gũi với nhân dân. Những sinh viên khoa ngữ văn niên khóa 1963-1967 vẫn có những cuộc gặp gỡ thân tình, ấm áp. Và các thành viên lớp văn 8 ngày ấy rất tự hào vì có một người bạn, dù nhiều năm giữ cương vị cao nhất của Đảng, Nhà nước, vẫn giản dị, thân thương, đôn hậu, nghĩa tình như ngày nào khi ở bên thầy cô, bạn bè. Họ gọi đồng chí là bạn Trọng thật trìu mến. Đồng chí tâm sự chân thành: con người ta mỗi người có một số phận. Hôm nay làm việc này, ngày mai có thể làm việc khác. Sống với nhau cốt ở cái nghĩa, cái tình. Khi gần anh Trọng, cái cảm giác
là gần một đồng chí Tổng Bí thư không nhiều bằng cảm giác là gặp một người bạn. Một người bạn nó có thể nói rằng là nếu mà quý nhất là bạn là sự thủy chung, hiền lành, tốt tính và chu đáo thì có lẽ anh Trọng là người mà có lẽ không ai mà không cảm thấy như thế. Và chúng tôi rất tự hào vì có người bạn như vậy. Trong gia đình thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng là một tấm gương để mọi người nói theo. Các cháu cũng tự rèn luyện, tự phấn đấu. Lúc ra trường thì làm nơi nào thì coi hoàn toàn là đồng chí không có can thiệp. Chị Mận, vợ của đồng chí Trọng ấy, cũng là một người phụ nữ rất là hiền lành, chu đáo với gia đình. Bây giờ là nghỉ hưu nhưng mà vẫn cứ lo toan công việc gia đình. Và đi chợ, đi họp hành, vẫn đi xe máy bình dị như tất cả những người phụ nữ khác. Nhưng được cái hàng xóm, rồi được tất cả những người quen biết hết sức quý mến. Tôi cho đây là một gia đình rất là hạnh phúc và rất tiêu biểu của người Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng, trò Trọng ngày ngày đội mưa, dãi nắng, đi học cái chữ năm nào. Sau này đã là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là cả một chặng đường dài nỗ lực phấn đấu không ngừng học hỏi, rèn luyện, tu dưỡng để vươn lên của riêng đồng chí. Cô Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học đã từng dạy trò Trọng ngày trước, với tất cả trìu mến đã viết tặng ông bài thơ có đoạn: Ngờ đâu trò nhỏ năm nào, nay thành cán bộ cấp cao giúp đời. Nhìn em như ngắm hoa tươi, bỏ công chăm sóc từ thời ấu thơ. Hạnh phúc của người lái đò như cô giáo Phúc cũng chính là hạnh phúc của người học trò Nguyễn Phú Trọng đã qua sông, đi nhiều nơi, giữ nhiều trọng trách, vẫn đang ngày đêm miệt mài, tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước. Qua quá trình làm việc và sự giúp đỡ, tạo điều kiện và quan tâm của đồng chí, thì tôi thấy toát lên các cái vấn đề nổi bật sau đây. Đồng chí là một nhà lãnh đạo ưu tú tiêu biểu, vì mục tiêu xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng và nhân dân được hạnh phúc ấm no. Đồng chí là một nhà hoạt động thực tiễn phong phú, sâu sắc và nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta. Là trong suốt cuộc đời hoạt động của đồng chí cho đến lúc qua đời thì luôn luôn đau đáu, luôn luôn tâm niệm, luôn luôn tâm huyết xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Trong lĩnh vực đối ngoại thì đồng chí rất kiên trì, kiên định, kiên quyết về sách lược, với cái mục tiêu là đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết. Nhưng mà rất mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo. Còn đối với chính phủ thì đồng chí luôn luôn căn dặn chúng tôi là phải xây dựng một cái chính phủ trong sạch, liêm chính, hành động vì nhân dân phục vụ. Thành tích của năm sau thì phải cao hơn năm trước. Và chúng tôi cụ thể hóa nó ra để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả nhất trong quá trình tổ chức hoạt động của mình. Ghi nhận những công lao và thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước ta và lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đã trao tặng ông nhiều huân, huy chương, danh hiệu và phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 18 tháng 7 năm 2024, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương sao vàng. Nhưng phần thưởng danh giá cao quý nhất trong cuộc đời ông chính là sự yêu mến, kính trọng, tin tưởng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và bạn bè quốc tế dành cho. Vị lãnh đạo với mái đầu bạc trắng, sơn hà một gánh nặng hai vai. Năm 2022, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí xúc động nói: Những gì tôi làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục, rèn luyện của Đảng, của nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến bằng một tinh thần ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại khó khăn, khẳng định một nhân cách lớn, coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, giữ vững nguyên tắc, sống trọn đời vì nước, vì dân,
có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng và đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Đồng chí luôn luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị. Đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc vượt qua nhiều thác gành thử thách, vững bước tiến lên. Đồng chí là một nhà tư tưởng, nhà văn hóa, là ngọn cờ lý luận của Đảng. Đặc biệt, quan tâm xác định những tầm nhìn chiến lược của Đảng và của dân tộc, kiên định các vấn đề có tính nguyên tắc của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Với quyết tâm chính trị rất cao, đồng chí thực sự là trụ cột dẫn dắt công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tạo nên chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với chế độ. Đồng chí cũng là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, lối sống giản dị, phong cách làm việc tận tụy, dân chủ, khoa học, tôn trọng và yêu thương con người. Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý, đồng thời cũng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và của nhân dân đối với những đóng góp công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế tục và phát huy thành công sự nghiệp vĩ đại của các nhà lãnh đạo tiền bối để lại. Đồng thời, ông cũng là một nhà chiến lược, nhà kiến tạo xuất sắc trong công cuộc kiến thiết xây dựng đất nước thời đại mới. Ông đã sống và cống hiến như câu nói nổi tiếng trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nga Ostrovsky. Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Và đó chính là lý tưởng và lẽ sống mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lựa chọn cho riêng mình.